Nhiều ánh sáng lại lên trên bầu trời thành phố Tel Aviv của Israel. Những tiếng nổ lớn rền vang và hệ thống còi báo động kêu inh ỏi. Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái được trang bị tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Israel. Israel sẽ đáp trả ra sao khi căng thẳng khu vực Trung Đông đang ở mức báo động chưa từng thấy? Thưa quý vị, như thông tin đã cập nhật ngay ở phần đầu của chương trình, hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa từ Iran đã được phóng sang Israel. Đây là cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc chiến dịch quân sự trực tiếp vào Israel. Và những thông tin chi tiết hơn, xin mời biên tập viên Hạnh Phúc ạ. Vâng ạ, vào tối qua, ngày 13 tháng 4, theo giờ địa phương, tức là sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Iran đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có bằng hàng trăm máy bay không người lái UAV và tên lửa nhằm vào Israel. Theo nhà chức trách Israel, cuộc tấn công của Iran đã khiến cho ít nhất một người dân ở miền nam nước này bị thương nặng. Như quý vị có thể nhìn thấy ở đây, tại nhiều thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam tại Israel đã xuất hiện còi báo động, vật thể bay xâm nhập, bao gồm thành phố Jerusalem và khu vực bờ Tây. Israel dẫn một nguồn tin quốc phòng cho biết đã có 100 máy bay không người lái UAV của Iran bị chặn bên ngoài không phận Israel bởi các lực lượng của Mỹ và Anh. Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ vài ngày qua sau khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả vụ 7 sĩ quan nước này thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel nhằm vào tòa nhà lãnh sự của nước này ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4. Như vậy là Iran đã phát động cuộc tấn công quân sự trực tiếp đầu tiên nhằm vào Israel vào đêm qua theo giờ địa phương. Cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc chiến dịch quân sự trực tiếp vào Israel, bất chấp hàng thập kỷ thù địch. Còi báo động không kích đã vang lên Israel đêm qua theo giờ địa phương. Cuộc tấn công đặt ra thách thức mới nhất đối với hệ thống phòng không của Israel, vốn đã phải làm việc hết sức để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái trong suốt cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua với lực lượng Hamas của Palestine. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào sáng sớm nay, theo giờ địa phương, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho biết, phần lớn thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Iran đã bị đánh chặn bên ngoài biên giới Israel. Lực lượng cứu hộ Israel thì cho biết, cuộc tấn công đã làm một bé gái 10 tuổi bị thương nặng ở miền Nam, một căn cứ quân đội bị thiệt hại nhẹ. Các quan chức Mỹ cũng cho biết, lực lượng quân sự Mỹ đã bắn hạ một số thiết bị bay không người lái do Iran phóng về phía Israel. Quân đội Israel cũng yêu cầu cho cư dân ở cao nguyên Golan ở phía Bắc và một số khu vực ở phía Nam tập trung gần những nơi trú ẩn, cầu thang hoặc phòng sâu bên trong nhà cho đến khi có thông báo mới và phải vào các nơi được bảo vệ ngay khi còi báo động không kích được kích hoạt. Cuộc tấn công của Iran vào Israel được cho là nhằm trả đũa cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Syria vào hôm 1 tháng 4, khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng, trong đó có 2 tướng lĩnh ưu tú. Iran thì không thể không đáp trả, vì đây được coi là cái lần đầu tiên mà Israel tấn công vào lãnh thổ Iran. Và Iran chọn cái thời điểm này là cái ngày cuối tuần và ngày lễ ăn Fitr của người Hồi giáo. Các cơ quan đều không làm việc. Israel có thể chủ quan, không nghĩ rằng là Iran lại có thể tấn công vào cái dịp này. Và Israel cũng không nghĩ rằng Iran lại có thể phóng một cái số lượng tên lửa và máy bay không người lái lớn đến như vậy trong cùng một lúc. Cơ quan tình báo Mossad của Israel lần này cũng không dự báo chính xác được cái thời điểm mà Iran có thể mở cái cuộc tấn công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động thù địch ở Trung Đông. Ông nhấn mạnh rằng cả khu vực này và thế giới đều không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh nữa. Mỹ, Đức, Pháp và Canada cũng lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Iran vào Israel. Trong khi đó, người dân Israel thì vẫn đi chơi cuối tuần ở thành phố Tel Aviv mà không hề tỏ ra hoang mang trước cuộc tấn công của Iran.
Chúng tôi thực ra đều đã nghe nói về cuộc tấn công của Iran, nhưng chúng tôi không sợ hãi vì muốn tổ chức sinh nhật cho một người bạn và chúng tôi đã quen với việc bị tấn công trong 6 tháng qua. Vì vậy, đối với chúng tôi, đêm nay chỉ là một đêm bình thường ở Tel Aviv thôi. Chúng tôi biết có một cuộc tấn công tên lửa từ Iran, nhưng chúng tôi vẫn cần tiếp tục cuộc sống của mình. Thực ra chúng tôi có nơi trú ẩn ở đây, ngay tại tòa nhà này. Chúng tôi không cần làm gì nhiều, chỉ cần ở quanh nơi trú ẩn. Các chuyên gia thì khẳng định cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel sẽ bị trả đũa. Israel sẽ cảm thấy cần phải đáp trả, bởi vì đây là một lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Mặc dù Iran đã tuyên bố kết thúc cuộc tấn công nhằm vào Israel, song những tác động của vụ tấn công là không thể tránh khỏi. Đại sứ Nguyễn Quang Khai, chuyên gia về Trung Đông, đã vừa có những phân tích mới nhất với Chuyển động 24 giờ chúng tôi về tác động của vụ việc này đến tình hình an ninh khu vực và dự báo diễn biến sắp tới có thể xảy ra. Trung Đông là cái khu vực có ý nghĩa địa chính trị hết sức là to lớn và là nơi cung cấp hơn 60% nhu cầu dầu mỏ và khí đốt cho thế giới, đặc biệt là khi Mỹ và phương Tây đã áp đặt cái lệnh trừng phạt dầu mỏ và kinh tế chống Nga do cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vừa qua, thì Trung Đông lại có một cái tầm quan trọng rất hết sức to lớn đối với nền kinh tế thế giới. Với tầm quan trọng như vậy thì bất cứ một cái biến động nào ở Trung Đông thì đều ảnh hưởng tới cái tình hình an ninh ở khu vực cũng như là cái tình hình chính trị kinh tế trên cấp độ toàn cầu. Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã mở rộng phạm vi xung đột ra toàn bộ khu vực rồi, thì cái cuộc xung đột Israel-Iran là hai cái cường quốc quân sự lớn nhất ở khu vực thì chắc chắn là sẽ đẩy khu vực Trung Đông vào cái tình trạng leo thang căng thẳng mới ngày càng nguy hiểm. Và nếu mà Mỹ và phương Tây can thiệp nữa thì cái tình hình sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều và không thể lường trước được. Kinh tế của Israel vốn đã bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng do cái cuộc chiến tại Gaza, thì cái cuộc tấn công của Iran lần này sẽ đẩy kinh tế của Israel vào cái khó khăn gấp bội, và cái kinh tế của các nước khu vực cũng như là thế giới vốn đang đứng trước nhiều những cái khó khăn thì sẽ phải đối phó với nguy cơ xảy ra một cái cuộc khủng hoảng mới do cái giá dầu mỏ, khí đốt và năng lượng tăng cao. Tình hình sắp tới thì có thể diễn biến hết sức phức tạp và không loại trừ bất cứ một cái kịch bản nào. Và nhiều nhà quan sát chính trị thì cho rằng ấy là cái việc mà Iran tấn công Israel lần này là để gửi đi một cái thông điệp cho Mỹ và Israel rằng ấy là Iran luôn luôn có một cái vai trò hết sức quan trọng đối với việc tìm ra giải pháp cho cái cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông. Mỹ hiện nay thì đang tìm cách để mà xoa dịu tình hình, nhưng mà không làm cho tình hình nghĩa là bùng nổ hơn nữa, và điều này thì đang được nhiều nước là hoan nghênh và ủng hộ. Còn về tình hình người Việt Nam tại Israel thì theo chị Hồng Surani thuộc Ban Liên lạc Người Việt tại Israel thì cộng đồng người Việt Nam tại Israel đều an toàn. Theo một số người Việt ở miền Nam Israel, vào rạng sáng nay khi mà có còi báo động thì một số bà con người Việt đã xuống hầm trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây chủ động thực hiện các biện pháp an ninh an toàn. Mọi thông tin về tình hình người Việt xin liên hệ các số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đang được hiển thị trên màn hình của quý vị.